Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tổng hợp về lịch thi đấu của môn bóng đá nam SEA Games 30, trận chung kết đá với Indonesia. Các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và đây là lịch thi đấu. Đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia vào lúc 9 giờ tối ngày 10 tháng 12 năm 2019. Còn vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày thì đội Myanmar đá với đội Campuchia. Trong ngày 10 tháng 12 năm 2019 thì Quang Hải bị chấn thương nhưng mà không biết có kịp để sát cánh của đội tuyển Việt Nam để giành chiến thắng trước Indonesia hay không thì mình cũng chưa biết, nhưng mà Tiến Linh và Hà Đức Trinh vẫn đang là hai ngôi sao rất sáng cho đội tuyển Việt Nam. Mình luôn luôn tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam sẽ giành một chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Indonesia và sẽ giành được huy chương vàng SEA Games 30 bóng đá nam đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Các bạn lưu ý rằng là tỷ số là 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mình nhé. Rồi, Việt Nam number 1. Mình nói thêm là đội tuyển Việt Nam thì đang được 66 huy chương vàng. Hiện tại thì đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30. Việt Nam number 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.